Hello, chào mừng các bạn đến với video đầu tiên của Vật lý Chill trong năm 2024. Ở video lần này, chúng ta sẽ tiếp tục với chủ đề lượng giá và cùng nhau giải đáp hai câu hỏi: làm sao để tính giá trị sin hoặc cos của một góc bất kỳ và sẽ có bao nhiêu phương pháp tính khác nhau. Trước khi xem video, các bạn cần nắm rõ bản chất của sin và cos theta cũng như các mối liên hệ giữa các giá trị lượng giá của các góc đặc biệt. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với phương pháp thứ nhất mang tên đo lường bằng thước kẻ. Các bạn hãy cùng mình lấy ra một tờ giấy trắng và dựng tam giác vuông AOM sao cho góc AOM bằng 42 độ. Ở đây, sin 42 độ sẽ bằng tỷ số của cạnh đối và cạnh huyền, hay AM phần OA, và cos 42 độ sẽ bằng tỷ số của cạnh kề và cạnh huyền, hay OM phần OA. Nếu ta tìm được độ dài của các cạnh trong tam giác vuông AOM thì có thể tính xấp xỉ sin và cos của góc 42 độ. Mình lấy ra một cây thước để đo độ dài các cạnh và nhận được cạnh AM dài khoảng 1,8 cm, cạnh OM dài khoảng 2 cm và cạnh OA dài khoảng 2,7 cm. Từ các cạnh trên, giá trị xấp xỉ của sin 42 độ là 0,66 và giá trị xấp xỉ của cos 42 độ là 0,74. Là một ví dụ khác, khi góc AOM bằng 55 độ, mình tiếp tục lấy thước để đo độ dài các cạnh và nhận được cạnh AM dài khoảng 3,4 cm, cạnh OM dài khoảng 2,4 cm và cạnh OA dài khoảng 4,2 cm. Từ các cạnh trên, giá trị xấp xỉ của sin 55 độ là 0,81 và giá trị xấp xỉ của cos 55 độ là 0,57. Đây quả là một phương pháp rất đơn giản đúng không nào? Chỉ với một cây thước kẻ, bạn có thể tính xấp xỉ giá trị sin và cos của một góc bất kỳ, miễn là nó phải lớn hơn 0 độ và bé hơn 90 độ. Ngoài ra, mình có thể tính chính xác giá trị sin và cos của một góc đặc biệt như 30 độ, 45 độ, 60 độ mà không cần dùng đến thước kẻ. Để biết thêm, chúng ta sẽ chuyển sang phương pháp thứ hai mang tên ứng dụng kiến thức hình học và hệ trục tọa độ. Các bạn hãy cùng mình tìm hiểu nhé. Ta có hệ trục tọa độ OXY và một đường tròn tâm O với bán kính một đơn vị. Ở đây, mình có điểm A nằm trên đường tròn với tọa độ là X0, Y0. Giả sử ta có theta là góc được tạo bởi đoạn OA và trục OX. Nếu áp dụng kiến thức lượng giác, tọa độ của điểm A sẽ là cos theta và sin theta. Hay nói cách khác, hoành độ của điểm A bằng cos theta và tung độ của điểm A bằng sin theta. Để giúp các bạn hiểu rõ hơn, chúng ta hãy cùng nhau làm một vài ví dụ cơ bản. Nếu theta bằng 0 độ thì tọa độ của điểm A sẽ là 1,0, hay cos 0 độ bằng 1 và sin 0 độ bằng 0. Nếu theta bằng 90 độ thì tọa độ của điểm A sẽ là 0,1, hay cos 90 độ bằng 0 và sin 90 độ bằng 1. Nếu theta bằng 180 độ thì tọa độ của điểm A sẽ là -1,0, hay cos 180 độ bằng -1 và sin 180 độ bằng 0. Nếu theta bằng 270 độ thì tọa độ của điểm A sẽ là 0-1, hay cos 270 độ bằng 0 và sin 270 độ bằng -1. Nếu theta bằng 360 độ thì tọa độ của điểm A sẽ là 1,0, hay cos 360 độ bằng 1 và sin 360 độ bằng 0. Vậy còn khi theta bằng 45 độ thì tọa độ của điểm A sẽ là gì? Mình phải nhờ đến kiến thức hình học để trả lời câu hỏi này. Ta kẻ đường thẳng AM vuông góc với trục OX để dựng tam giác vuông AOM. Lần này, điểm A có hoành độ bằng độ dài cạnh OM và tung độ bằng độ dài cạnh AM. Vì góc AOM bằng 45 độ nên góc OAM cũng bằng 45 độ. Nói cách khác, tam giác AOM là tam giác cân và ta sẽ có cạnh AM bằng cạnh OM. Tiếp đến, mình gọi độ dài cạnh AM và OM là A nhỏ. Áp dụng định lý Pythagore, ta có A bình cộng A bình bằng 1. Giải phương trình,
ta nhận được A bằng căn 2 phần 2. Đây cũng là độ dài cạnh AM và OM. Qua đó, tọa độ của điểm A sẽ là căn 2 phần 2 và căn 2 phần 2. Hay cos 45 độ bằng căn 2 phần 2 và sin 45 độ bằng căn 2 phần 2. Tiếp theo, nếu theta bằng 60 độ thì tọa độ của điểm A sẽ là gì? Mình sẽ đi tìm độ dài cạnh AM và OM. Đầu tiên, ta dựng tam giác APM sao cho góc APM bằng 60 độ. Ở đây, tam giác AOP là tam giác đều, đồng nghĩa với việc ba cạnh AP, OP, OA bằng nhau và bằng 1. Từ đó, ta dễ dàng tìm được độ dài cạnh OM bằng 1/2. Áp dụng định lý Pythagore, ta có OM bình cộng AM bình bằng OA bình. Thay OM bằng 1/2 và OA bằng 1. Tính toán và ta nhận được AM bằng căn 3/2. Qua đó, tọa độ của điểm A sẽ là 1/2 và căn 3/2. Hay cos 60 độ bằng 1/2 và sin 60 độ bằng căn 3/2. Vậy còn khi theta bằng 30 độ thì tọa độ của điểm A sẽ là gì? Ta biết OM bằng cos 30 độ và AM bằng sin 30 độ. Nếu bạn nhớ lại từ video trước, cos 30 độ sẽ bằng sin của góc 90 độ trừ 30 độ hay 60 độ và bằng căn 3/2. Còn sin 30 độ sẽ bằng cos của góc 90 độ trừ 30 độ hay 60 độ và bằng 1/2. Qua đó, tọa độ của điểm A sẽ là căn 3/2 và 1/2. Hay cos 30 độ bằng căn 3/2 và sin 30 độ bằng 1/2. Mở rộng ra một chút, từ góc 30 độ ở trên màn hình và áp dụng mối liên hệ giữa các giá trị lượng giác của hai góc bù nhau, ta tìm được giá trị sin và cos của góc 180 độ trừ 30 độ hay 150 độ. Ở đây, cos 150 độ bằng trừ cos 30 độ và bằng trừ căn 3/2. Còn sin 150 độ bằng sin 30 độ và bằng 1/2. Do đó, tọa độ của điểm có góc 150 độ sẽ là trừ căn 3/2 và 1/2. Kế đến, từ góc 30 độ và áp dụng mối liên hệ giữa các giá trị lượng giác của hai góc hơn kém nhau 180 độ, ta tìm được giá trị sin và cos của góc 180 độ cộng 30 độ hay 210 độ. Ở đây, cos 210 độ bằng trừ cos 30 độ và bằng trừ căn 3/2. Còn sin 210 độ bằng trừ sin 30 độ và bằng trừ 1/2. Qua đó, tọa độ của điểm có góc 210 độ sẽ là trừ căn 3/2 và trừ 1/2. Cuối cùng, từ góc 30 độ và áp dụng mối liên hệ giữa các giá trị lượng giác của hai góc có tổng bằng 360 độ, ta tìm được giá trị sin và cos của góc 360 độ trừ 30 độ hay 330 độ. Ở đây, cos 330 độ bằng cos 30 độ và bằng căn 3/2. Còn sin 330 độ bằng trừ sin 30 độ và bằng trừ 1/2. Vì thế, tọa độ của điểm có góc 330 độ sẽ là căn 3/2 và trừ 1/2. Nhìn chung, từ sin và cos của góc 30 độ, ta áp dụng mối liên hệ giữa các giá trị lượng giác của các góc đặc biệt để tìm ra sin và cos của góc 150, 210 và 330 độ. Tương tự cách làm đó, từ sin và cos của góc 45 độ, mình có thể suy ra sin và cos của các góc 135, 225 và 315 độ. Hay với sin và cos của góc 60 độ, ta sẽ xác định được sin và cos của các góc 120, 240 và 300 độ. Tổng kết các giá trị sin và cos mà mình chứng minh khi nãy, chúng ta vừa tạo ra một đường tròn rất đặc biệt vì nó là nỗi ám ảnh của biết bao thế hệ học sinh mang tên đường tròn lượng giác. Ok, ngoài việc ứng dụng hình học và hệ trục tọa độ, thì ở phương pháp thứ ba, mình sẽ nói về một số công thức lượng giác được tạo ra bởi các nhà toán học nhằm hỗ trợ cho việc tính chính xác giá trị sin và cos. Đầu tiên, ta có cặp công thức lượng giác thú vị sau. Cặp công thức này giúp ta đi tìm sin và cos của góc A cộng B. Giả sử A bằng 45 độ và B bằng 30 độ,
ta sẽ tìm được cách tính chính xác sin và cos của góc 75 độ. Từ vòng tròn lưỡng giác, mình đã biết sin và cos của góc 30 độ cũng như 45 độ. Vì vậy, mình chỉ cần thế các giá trị này vào công thức và dễ dàng tính được sin 75 độ bằng căn 6 cộng căn 2 tất cả phần 4 và cos 75 độ bằng căn 6 trừ căn 2 tất cả phần 4. Chuyển sang cặp công thức khác. Cặp công thức này giúp ta đi tìm sin và cos của góc A trừ B. Giả sử A bằng 45 độ và B bằng 30 độ, ta sẽ tìm được cách tính chính xác sin và cos của góc 15 độ. Thế các giá trị sin và cos của góc 30 độ và 45 độ vào công thức, ta dễ dàng tính được sin 15 độ bằng căn 6 trừ căn 2 tất cả phần 4 và cos 15 độ bằng căn 6 cộng căn 2 tất cả phần 4. Tiếp theo, chúng ta sẽ làm quen với cặp công thức hữu dụng khác. Giả sử A bằng 75 độ, ta sẽ tìm được cách tính chính xác sin và cos của góc 37,5 độ. Sử dụng kết quả cos 75 độ từ ví dụ trước, ta nhận được cos 37,5 độ bằng cộng trừ căn của 4 cộng căn 6 trừ căn 2 nhân 2 tất cả phần 4 và sin 37,5 độ bằng cộng trừ căn của 4 trừ căn 6 cộng căn 2 nhân 2 tất cả phần 4. Chưa hết, chúng ta cần phải xác định liệu hai kết quả này sẽ mang giá trị âm hay dương. Mình sẽ biểu diễn chúng dưới dạng tọa độ của điểm A trên đường tròn đơn vị. Vì điểm A nằm ở góc phần 4 thứ nhất, nên tung độ và hoành độ của nó phải mang giá trị dương. Qua đó, đây sẽ là giá trị cuối cùng của cos và sin của góc 37,5 độ. Bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau quay trở về thế kỷ 7 để tìm hiểu một công thức tính xấp xỉ sin được phát minh bởi nhà toán học người Ấn Độ Pascal đệ nhất. Đây cũng chính là phương pháp thứ tư của video. Điều kiện cần nhớ đó là theta có đơn vị độ với giá trị phải lớn hơn hoặc bằng 0 độ và bé hơn hoặc bằng 180 độ. Để hiểu rõ hơn, các bạn hãy cùng mình làm một ví dụ. Giả sử ta muốn tính xấp xỉ sin của góc 33 độ. Mình bấm máy tính và nhận được kết quả là 0.54430699932. Nếu bạn bấm trực tiếp sin 33 độ trên Casio thì nó có kết quả là 0.54639035. Để ý kỹ, ta thấy công thức xấp xỉ sin cho ra kết quả gần giống với máy tính Casio. Lưu ý rằng Pascal đệ nhất đã tìm ra cách tính này từ thế kỷ 7. Thật là đáng kinh ngạc đúng không nào? Từ công thức xấp xỉ sin, liệu ta có thể tìm ra công thức xấp xỉ cos? Mình biết rằng cos theta sẽ bằng sin của góc 90 độ trừ theta. Vì vậy, nếu ta áp dụng công thức xấp xỉ sin của Pascal đệ nhất, ta nhận được công thức xấp xỉ cos như sau. Giả sử mình muốn tính xấp xỉ cos của góc 33 độ, mình bấm máy tính và nhận được kết quả là 0.837409-2986. Nếu bạn bấm trực tiếp cos 33 độ trên Casio thì nó có kết quả là 0.83867056-79. Ta có thể thấy công thức xấp xỉ cos cho ra kết quả gần giống với máy tính Casio. Nhìn chung, công thức xấp xỉ sin của Pascal đệ nhất tuy có chút sai số, nhưng nó cho thấy những nỗ lực tuyệt vời của các nhà toán học thời xa xưa trong việc khám phá ra cách tính sin và cos. Ngoài ra, chắc các bạn cũng tự hỏi làm sao máy tính Casio có thể tính ra các giá trị sin và cos của một góc. Câu trả lời sẽ nằm ở phương pháp thứ 5. Trước khi đi sâu hơn, mọi người cần nên biết một đơn vị đo góc mới mang tên radian, hay ở Việt Nam còn thường đọc là radian. Vậy nó là gì? Mình có một đường tròn với bán kính R và sẽ dựng một cung sao cho độ dài của nó bằng bán kính R. Các nhà toán học quy ước cung này có số đo bằng một radian, hay còn được ký hiệu là rad. Vậy nếu ta có một cung có độ dài bằng chu vi của đường tròn, hay 2πr, thì số đo của nó sẽ bằng bao nhiêu radian? Nó sẽ bằng 2πr gr bằng 2π radian. Ngoài ra, nếu mình sử dụng đơn vị độ, thì số đo của cung này sẽ bằng 360 độ đúng không nào? Vì vậy, ta tìm được 2π radian bằng 360 độ. Kế đến, nếu chia cả hai vế cho 2, ta có π radian bằng 180 độ. Nếu chia cả hai vế cho π, ta có một radian bằng
180 phần pi độ. Từ đây, ta sẽ suy ra 1 độ bằng pi phần 180 radian. Nhìn chung, hai công thức sau giúp mình chuyển đổi một góc từ đơn vị radian sang độ, cũng như từ độ sang radian. Bây giờ, chúng ta sẽ áp dụng công thức này để chuyển đổi các góc trên đường tròn lượng giác từ đơn vị độ sang radian. Ta có góc 30 độ bằng pi phần 6 radian, góc 45 độ bằng pi phần 4 radian, góc 60 độ bằng pi phần 3 radian. Cứ như thế, ta có một phiên bản khác của đường tròn lượng giác với các góc có đơn vị radian. Có thể bạn đã biết hoặc chưa biết tại sao cần sử dụng đơn vị radian song song với đơn vị độ. Ta sẽ thấy rõ tầm quan trọng lớn của radian khi nó được ứng dụng vào giải tích, cụ thể hơn là đạo hàm. Đã có video đạo hàm ở trên kênh rồi, nên bạn có thể xem thử nhé. Khi học về đạo hàm, bạn sẽ biết đạo hàm của sin theta bằng cos theta và đạo hàm của cos theta bằng trừ sin theta. Điều đặc biệt của hai công thức này đó là theta phải mang đơn vị radian. Nếu theta mang đơn vị độ thì công thức đạo hàm sẽ nhìn như sau. Về mặt hình thức, nó nhìn không được gọn và đẹp so với hai công thức trước. Do đó, sử dụng đơn vị radian cho theta sẽ là lựa chọn tốt hơn. Lưu ý rằng, đây chỉ là một trong số vô vàn lý do thể hiện tầm quan trọng của radian trong giải tích. Để biết thêm chi tiết, mình hẹn mọi người ở một video khác nhé. Tiếp tục với video, hai công thức đạo hàm trở nên vô cùng quan trọng khi kết hợp với định lý Taylor, được giới thiệu bởi nhà toán học người Anh Ruth Taylor vào năm 1715. Sự kết hợp này giúp các nhà toán học khám phá ra công thức xấp xỉ sin và cos bằng một đa thức. Để biết thêm về bản chất của định lý Taylor, mình hẹn mọi người ở một video khác nhé. Chúng ta hãy cùng nhau phân tích công thức xấp xỉ sin và cos được chứng minh từ định lý Taylor. Đây cũng chính là phương pháp thứ 5 của video. Từ hai công thức, theta có đơn vị radian với giá trị phải lớn hơn hoặc bằng trừ pi phần 2 và bé hơn hoặc bằng pi phần 2. Ở phần mẫu số, ta thấy xuất hiện các dấu chấm than tượng trưng cho phép giai thừa. Các bạn có thể xem video hoán vị chỉnh hợp tổ hợp để biết thêm về giai thừa nhé. Ngoài ra, mình có một phỏng đoán nho nhỏ liên quan đến máy tính Casio. Có khả năng rằng, đằng sau nút sin, máy tính đã áp dụng công thức xấp xỉ sin được chứng minh từ định lý Taylor. Còn với nút cos, nó sẽ là công thức xấp xỉ cos được chứng minh từ định lý Taylor. Đây chỉ là phỏng đoán của mình mà thôi, vì đội ngũ phát triển máy tính Casio có thể ứng dụng các thuật toán khác để tính giá trị sin và cos. Tuy nhiên, phỏng đoán này hoàn toàn có cơ sở và mình sẽ làm một vài ví dụ để kiểm chứng. Bắt đầu với công thức xấp xỉ sin, chúng ta sẽ đi tìm giá trị sin của pi phần 5. Mình bấm máy tính và nhận được kết quả là 0.587785-2523. Kế đến, nếu mình bấm trực tiếp sin của pi phần 5 trên Casio thì nó cũng có kết quả là 0.587785-2523. Mọi người đừng quên chỉnh sang chế độ radian để thực hiện phép tính này nha. Chuyển sang công thức xấp xỉ cos, ta sẽ tìm giá trị cos của pi phần 7. Lần này, máy tính sẽ cho ra kết quả là 0.900968879. Kiểm tra cos của pi phần 7 trực tiếp trên Casio, nó cũng là 0.900968879. Tóm tắt lại, sau đây là các phương pháp tiêu biểu giúp ta tính xấp xỉ cũng như chính xác giá trị của sin và cos. Ở các video tiếp theo, mình sẽ giải đáp những chủ đề đã được hứa hẹn như công thức lượng giác và cách chứng minh chúng, hàm số lượng giác và đồ thị, radian, nguồn gốc và tầm quan trọng đối với giải tích, hay chuyển và định lý Taylor. Nội dung nào làm các bạn cảm thấy hứng thú nhất thì hãy bình luận ở bên dưới nhé. Ngoài ra, mọi người đừng quên like, share và subscribe để giúp Vật lý chill đạt cột mốc 100.000 người đăng ký. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye!